Nhằm tìm kiếm phương án tối ưu, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh. Đây là tuyến cao tốc có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiêu chí của thiết kế phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phù hợp đặc điểm khí hậu thời tiết của tỉnh Cao Bằng, có tính khả thi về vật liệu sử dụng, có phương án duy tu bảo dưỡng thuận lợi cho việc quản lý và khai thác sử dụng. Ngoài yêu cầu kỹ thuật, thiết kế phải thể hiện được những nét văn hóa của Cao Bằng. Nam cái con đường cao tốc này là nó mang biểu tượng là không chỉ nhằm cho phát triển kinh tế mà con đường cao tốc này nó còn có ý nghĩa cả vùng đất văn hóa đậm đặc văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại nơi đây cũng có con đường cao tốc thì sẽ đưa cao bằng cất cánh đi lên Ý tưởng được lựa chọn thuộc về công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z với quy mô 115 km đường cao tốc, 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km một giờ, cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ Lạng Sơn đến Cao Bằng chỉ còn khoảng hơn 1 giờ so với 3 giờ như hiện nay.